đối dương bản đằng sạp hai thả. Tức đây, Mohanoko, bán bản sổ tục ở khmai dương, miễn prasad châm nôn chất bì bọn prasad, spiên bổ rán, sạp bổ rán, bà rài. Prốm tiên kê đầm này là prapeini đã tiện tồn tân nâng sông cốm, tiện tồn tân nâng sạch ná, nâng prapeini đã chất sạch chi mùi nâng mạng. Xem riêng chiếc khát đẹp tục bình nhóc đòi xâm bạch và bạch thoa tiếng ổn này. Khát ní miên prasad châm nôn chiếng pram rồi cân lãnh, đài chỉ đại trọ sổ tiên tích cho ở châu mật tố sân nà công sán, bàn chán rốt mơ nẹ. Khnông bê nì, khuyên bát xôm nâm lụng nền niếng, xoay nhuôn ổng bì đâm bòn muối, đại dương chặt tục thà chia đâm bòn, nây cạp đàm lãng, nây rì thị nì mà hà nụ cô rô bò dương. Nú, cứ phnông cù lên. Sắp thang ngay phnom cù lên thật nơi khnông tì tăng sọc bấy, tì muối sọc bần tì sấy, tì pí, sọc và rấn, nâng tì bấy sọc xoài lứ, đài miên bà tây đấy, prôm tiên miên rọc của chiệt, đọc cực rọc hết, nơi lưu tì nút. Trong hôm, trong nguồn bấy mớn prâm pi bọn hạch tá, nâng miên bà sát trong nguồn hà sập prâm mùi cân lãnh, miên trong lạ, đài chlạ nơi khnông tức, miên bương cùng nù thông thông đài chlạ nơi lưu tiên thầm mò đó thông thông, miên bà bột tà rúm, tôm nẹ tá nâng bà chìa bà rọt rốt nơi rốt bọn cổ xa. Chlong tam ai kia xa bà bọt tà xa nâng bà ràn bà thọ mùi châm nôn chìa phó táng. Phnom cổ lên cư chìa rì thị nì bà ràn rô bò bà rì chìa nà chạc Campuchia đà miên chú mô bất bà con chìa phía xa sang sạc rách thà. Mò hèn trẻ bà rô bọt. Miên nây thà chìa phnom đài cổ rung đòi bà xì viện. Phnom cổ lên chìa nì mật rụp nơi phnom bà xa mái đã miên cầm bùl rùm tầng ốc mùi rồi bạm bùn cầm bùl đã cấp bố chứng kỳ hai thà cầm bùl cài lạc đã chỉ tì thàn rô bọc bệ sư vết nâng bệ niêng ốc mà phẹo vật đầy. Mà giang tiết phnom cù lên chi nè mật rút phnom hệ mà lái đã miên đoàn tầng tuần lê xạ xịt mùi phó chênh bì tì nút cư tuần lê công kìa. Chmốt phnom cù lên cư chỉ chmốt đai bà chìa bà rọt khnông đồng bọn nút bạn muốn mặt tệ khỉ hữu, bước tăng tay bì bò rán mặt ọt bê bạch chà bón, khôn ông phân ông ní xâm bộ đàm cù lên khẳng nà. Hết ở với bàn chìa bà rì chìa khmai xà mày đàm ả rìa thò ổng cố, có sang rì thân ni nè lực khôn ông phân ông cù lên. Bước tất cả ní cư cạt lãng, nơi kris xạc rai bà bây rồi bí, cư chìa chân nằm đài bà bát kê vò rman tì bí, lãng cử rung điệch xâm bát. Mình trăm tay nẹ sẵn chí rêu xa mây dương nụ tế đã dương dô thả khmai khuôn ánh đã rút nơi sát vật tì bạm bốn nâng sát vật tì đọc prôm tiên sát vật tì đọc mũi bàn chom chăm bật tất cả thằng ổn nít nóng xa mạc đầy giang chọc chuồn. Ông lòng bày sát vật nụ cư miên sẵn chạy đặc chế chán đã bốl bì kà làng xoay rít nây bệ bạc chay vô rộng tì bí nông nây thả chế dục thầm mây mũi đã chạp đệ sân thị làng. Bà Pôl ở chỗ bác chương này tới tiến, cứ khmai xa mai bò rán, dô thả, chắp bì riêng nụ máu, ả rìa thò thầm mấy cứ chắp bắt đám cầm nạt láng, prôm tiếng rìa thông to riêng rồi hột máu. Sẽ là chỗ đất đà kỳ rô khơi nơi stốc cỏ thống, bàn ở đánh thả. Nơi sát vật tì bạm bấy nơi kris xa kỳ rách, bà chơi vô rộng mạnh tì bí, bàn dương mọc bằng kạp cả bà báo prôm tiền bằng rùm chiệt mà đón bằng tích. Nơi cổ mạng nút prôm tiền tự đầy khả máy đạt bài khả nháy chìa khả nế chìa bạm bố, rư nô cô tối nơi sát vật nụ. Kỳ rách bì kà xâm rạch cả bằng rùm nút phliếm, bà ông bàn co sang rì thị nì đồng bồ bằng ốc nơi bằng tì bì nô cô, khát công phong chám, miên chmô thà ân trẻ bù rách. Miền này thà chỉ rít thị nì rô bọc bệ ẩn. Bọn tập mọc trong bàn dương mọc càng khát xìm riếp. Hai bàn có sang rít thị nì tì bí miền chmô thà cụ tị xóa rã. Miền này thà phùm thán rô bọc bệ xì viết. Đài miền tì tăng nơi trong bà sát bằng tì kết đầy. Rít thị nì tì bấy miền chmô thà hạ rễ hạ rà lấy. Đài miền này thà chỉ rít thị nì rô bọc bệ xì viết nâng bệ vi sinh nụ. Thật nơi trong mặt đồng rô lũ nâng rô lây sập thang ngày. Rít thị nì tì bốn, miên chmô thà ạ mờ rên trẻ bù rã. Miên nây thà chê rít thị nì rô bò bệ ấn. Miên tì tăng nơi trong prasad ọ yếm, kỳ bè nâng bà rai khẳng lệnh.
ក្រោយពេលដែលបានកសាងរាជធានីទាំង4ចប់សព្វគ្រប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យកសាងរាជធានីថ្មីមួយទៀតនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាមហេន្ទ្របរវត្តបន្ទាប់មកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក៏យាងឡើងលើខ្នងភ្នំគូលែនដែលក្លាយទៅជារាជធានីនៅពេលនោះដើម្បីប្រកាសថាកម្ពុជាគឺឈប់ចំណោះជ្វាទៀតហើយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក៏អាស្រ័យដោយការរៀបចំពិធីបូជាលឹងដ៏ពិសេសមួយដែលមានព្រាហ្មណ៍ពីរនាក់ដែលបានរៀបចំពិធីនេះថ្វាយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺព្រាហ្មណ៍រាជគ្រូសេវកៃវលយៈនិងហរណយៈទៀមជាប់ជាទំនៀមរៀងរហូតមកលឹងនោះមានលក្ខណៈជាវត្ថុដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់រាជនិងសម្រាប់ប្រទេសហើយដែលហៅថាកំរងតែងជាកតតរាជដែលមានន័យថាទេពនៃព្រះរាជាឬលទ្ធិទេវរាជអំណះតទៅពេលដែលរាជធានីផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទីណាក៏លឹងនោះត្រូវបានយកទៅតាមជ្រៀងរហូតពិធីនេះរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រាសាទគ្រឹះព្រះអារាមរោងចិនដែលជាប្រាសាទភ្នំដំបូងបំផុតដែលស្ថិតនៅលើក្នុងភ្នំគូលែនបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាចំណេក្រោយក្រោយមកក៏គោរពបូជាកំរងតែងជាកតតរាជនៅពំដាច់នៅពេលដែលគេគោរពពិធីនៅលើក្នុងភ្នំគូលែននៅឆ្នាំ802នោះគេប្រកាសបន្ថែមទៀតថាអំណះនេះតទៅមុខកម្ពុជាទាំងមូលមានស្ដេចតែមួយអង្គគត់ដែលជាស្ដេចចក្រពត្តិចាប់ពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នោះមកកម្ពុជាមូលផ្ដុំមកវិញហើយរីកធំទៅធំទៅក្រោមរាជអំណាចដ៏ពេញលេញតែមួយគត់ឯទីតាំងភ្នំគូលែនវិញក៏មិនមែនជ្រើសរើសដោយចៃដន្យដែរប្រហែលជានៅចុងសតវត្សទី6ដើមសតវត្សទី7មានកន្លែងសក្ការៈបូជានេះស្រាប់រួចទៅហើយខ្លះផងដែរពីព្រោះនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនមានប្រាសាទប្រមាញ់សាស្ត្រាជាច្រើនប្រាសាទខ្លះមានលំនាំតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈសម័យមុនអង្គរក្នុងអាណាចក្រចេនឡារាជការស្ដេចពីរព្រះអង្គគឺព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នឬព្រះបាទចិត្តសេនប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1បានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យអាណាចក្រហ្វូណននិងអាណាចក្រចេនឡាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅលើខ្នងភ្នំគូលែនដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈហើយបានដាក់ឈ្មោះភ្នំនោះថាមហេន្ទ្របរវត្តគឺជាភ្នំរបស់ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នពីព្រោះក្នុងចំណោមព្រះមហាក្សត្រសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរនិងសម័យក្រោយអង្គរមានតែក្សត្រអង្គនេះដែលមានព្រះនាមថាមហេន្ទ្រវរ្ម័នម្យ៉ាងទៀតពាក្យមហេន្ទ្របរវត្តជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័ននេះឯងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលបានធ្វើឲ្យភ្នំនេះមានព្រះកិត្តិនាមល្បីល្បាញស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាជាប្រភពនៃអត្តសញ្ញាណអង្គរទាំងមូលផងដែរមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះភ្នំគូលែនក៏នៅតែមានគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺពេញប្រទេសព្រមទាំងជាអនុភាពនៅក្នុងវិស័យជំនឿគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានទុកស្នាប្រហោះមួយចំនួនធំជាច្រើនប្រាសាទនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនដូចជាប្រាសាទក្រហមប្រាសាទរូបអរៈប្រាសាទអ្នកតាប្រាសាទទ្រង់ខ្លាឃ្មុំប្រាសាទថ្មដាប់ប្រាសាទគ្រឹះព្រះអារាមរោងចិនប្រាសាទកូគីនិងប្រាសាទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលរួមសរុបទាំងអស់ចំនួន56និង2ប្រាសាទទៀតដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះក្រោយពេលដែលរៀបចំរាជធានីមហេន្ទ្របរវត្តបានចប់សព្វគ្រប់ហើយព្រះអង្គបានយាងមកគង់នៅរាជធានីហរិហរឡៃឬនៅត្រង់ម្ដុំរលួសរលៃវិញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំព្រះអង្គបានយាងទៅធ្វើពិធីសេវរាត្រីម្ដងដើម្បីលាងបាបដោយយកស្ទឹងលឹង1000ជានិមិត្តរូបនៃទន្លេកុងគាដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះម៉ែកុងគាព្រះសិវៈនិងព្រះនាងឧមាព្រះវិស្ណុនិងព្រះនាងលក្ស្មីឯកសារខ្លះថាពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើ7យប់នៅវេលាយប់ខែភ្លឺចាប់ពីថ្ងៃ8កើតទៅទល់ថ្ងៃ15កើតដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គង់នៅរាជធានីហរិហរឡៃរហូតដល់ចូលទីបង្គន់
ក្រោយពេលដែលចូលទីវង្គត់ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបរមនាមថាបរមេស្វរៈបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះរាជាទៅសោយសុខនៅឯឋានព្រះសិវៈប្រវត្តិភ្នំគូលែនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងយកមកបង្ហាញជូនដល់លោកនាងនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះ